hoặc ở nhà ngốc với Mộng. Đau quá trời chứ. Thấy em ăn bao nhiêu kìa? Hả? Thấy em ăn chưa? Đóng rồi. Ừ. Danh tắc á. Có năm voi đâu. Anh tắt anh ơi. Trời ơi. Em còn xin chồng em đi đặt túi nữa. Chồng em nó không cho đi. Đặt túi về Long Thành bữa năm rồi. Này cài thấy vậy thôi. Này có cài. Chồng chẳng tăng cài không được mấy chồng. Cà không nổi rồi. Em nấu cà. Cà quá. Mời cả nhà ăn với Mộng. Để cho cái bà đó nữa. Bà nào? Bà ăn cơm. Bà đâu có lên nữa. Hả? Mong bà lên thì bắt nữa. Còn một thao đó. Bà không có lên. Mình cần con bự. Chán con bự. À dạ. Con bự rồi đâu có ngon. Là con bu á. Con bự cũng ngon vậy. Bự là con bu không ngon. Bự mà ngọc gạo cũng ngon. Là một khách sẽ có 7 không? Thấy không? Ăn đi. Cho tôi hả? Tôi dứt ra một cái mà cũng ra ráo luôn. Hay là mày ăn đi. Thôi. Mày dứt ra đã đợi tôi ăn của bà. Hả? Mày, chị dứt ra đã đợi tôi ăn của chị à? Ngon quá. Nó giòn mà nó ngọt. Ngon lắm. Bữa nay em làm nước mắm ngon quá. Ba muỗng đường. Ba muỗng nước mắm, nửa muỗng bột ngọt. Nửa trái chanh bự. Nó ngon quá trời. Mời cả nhà. Dạ em chúc chị yêu Long Trần ngủ ngon nha. Cảm ơn chị nhiều, lúc nào chị cũng xem like của em. Bye bye chị.